Mày muốn mua tiền gì? Điều. Đến điện máy xanh. Điều. Bạn muốn mua tủ lạnh? Nhà tủ lạnh rồi. Đến điện máy xanh uwa uwa uwa. Đến điện máy xanh uwa uwa uwa. Đến điện máy xanh uwa uwa uwa. Điện máy xanh, hãy đến điện máy xanh. Thôi má, anh làm nhân viên quảng cáo được. Đừng bao giờ barricade kids bedroom trong mọi tình huống. Hay không? Em đánh tí hồi em hiểu là gì. Cái kids bedroom nó giống như là cái map, giống như là cái map gì á, cái map gì mới á, skyscraper á. Ừ. Đánh không có lợi thế. Em nằm vô em thấy liền, nằm ngay hỏng chỗ này đưa. Đứng lên thì hỏng cái chỗ kia, em nhìn ba phía em bị chặn hết rồi, em đâu có nằm đó được. Em phải canh từ cái phòng kế bên là cái phòng phòng đối diện này với cái phòng master bedroom. Mà em barricade em đâu có đục lỗ được. Thường là tụi Rolly nó sẽ đục lỗ ngay đó để nó nhìn thẳng vô cái kiss bedroom để nó canh. Nếu như em chơi kiểu như là Securia mà Securia thì gì đó thì em phải không barricade mấy cái đó. Ơi, ơi, kiss bedroom, kiss bedroom. Đừng hát đuốc tiền nha. Đừng hát smoke tiền nha. Cửa sổ, bên ngoài. Mày thì IQ. Sao bắn chết được hay vậy? Anh đục cửa đâu, anh bắn. Trong phòng luôn nè bác. Bathroom. Đang vô tình hả? Nice. Bộ phép được rồi á. Rồi xong. Nhìn sợ liền. Ngầu liền. Giờ em quay tay hết được rồi ba. Đụng quá em sợ quá, em lo quá ông nội. Là sao? Quay tay hết được là sao? Là giờ em không quay tay em không ra được luôn á ba. Là sao không ra nữa là sao? Là quay không không thấy đã nữa mà. Ghê, chết mẹ rồi. Chết rồi. Thôi thì không bị vô sinh. Không bị ung thư chim rồi. Chặt cu đi. Má Thông ơi, đang quay clip đó Thông. Thông kể cho mọi người nghe là Thông à. Chết mẹ vậy mà. Đồ má lỗi tôi. Anh rất xin lỗi. Tội em quá. Nhưng được cái nhìn cái map này nó tươi tắn, anh thích cái map này vô spawn kill đạp một cơ lờ. Mấy ngày đầu mà anh vô nó bắn quá spawn kill không. Ui, ăn thịt nướng không? Đi, mẹ con vậy cứ bu người em hoài, đủ lắm. Má, đã người nặng còn cảm thấy nặng đi mẹ. Ăn ngon kìa. Web viên 2. Gì vậy, nghĩ anh nắm gì vậy, nghĩ anh đánh gì vậy. Người ngửa tay, ngửa tay, ngửa tay. Cái này gọi là bệnh nghề nghiệp. Má em thề luôn là em đéo với em đang đi đâu luôn mà. Anh cũng đâu biết anh đi đâu đâu ba. Cái khúc bình nào anh hơi mù mịt. Má thiệt luôn không rồi. Đây, để coi feel đây. Đủ định tính đích. This. Em phá luôn cái cam của thằng kia. Ê, ngay quê hoa có con Fox, Fox ngồi ngay khu luôn. Em đặt thấy Fox rồi, em thấy rồi. Ừ, đừng spot. Nó ngồi ngay khu A luôn á. Em chọi, em đụng một phát là dính liền á. Anh nghĩ vậy. Không biết có đường nào qua khu A không luôn. B không có 2 nè ba. Ô, chết rồi nha. Rồi, Fox chết rồi. Làm việc nhanh còn lẹ. Chơi không rủ mình hết chơi trời. Không biết anh nó giống như là đang đua kêu vậy. Má nhìn phu chết tội quá ba. Nó nhỏ vậy chết, chết đúng xì tai luôn. Camera, camera. Ờ camera anh thấy rồi nè, nó nhảy xuống tầng dưới rồi á. Nhảy xuống tầng dưới rồi, đây spot cho nè. Em thấy gì rồi. Nó tầng nào. Nè, spot nè. Camera mới spot đó, nó chạy ra lầu rồi. Chết rồi. Rồi, đặt bom đi mà quên camera chạy ra lầu lại rồi.
Khỏi đặt luôn. Khỏi đặt luôn, buồn luôn. Khỏi đặt luôn. Hay lắm. Ôi giời ơi, con camera làm cho mèo à. Tưởng bố mày không thấy mẹ con gà. Hay lắm. Nó bắt trước mà CJ đó bà. Nó bắt mà CJ núp trong đây nè bà. Nè tao cho, tao cho mày núp. Ờ đúng rồi đúng rồi. Tao không thấy luôn á. Đúng rồi, nó chạy rồi bà, nó chạy rồi, nó chạy rồi. Cho mèo hả cu. Đúng lắm mà em không nghĩ sao em bắn lửa mà nó sống được mà. Đù má nó chạy nhanh lắm nghe ơi, camera chạy nhanh lắm. Em nó ba tốc độ luôn á. Má nó chạy đích đúng bự luôn mà. Cái đồ mà nó bắn đâu vậy trời. Ủa nó bắn em đâu vậy ta? Ở đây là không? Có đâu rồi. Rồi bên bơm có ai bao tải camera nó đang trên lầu nên tôi không dám xuống không? Đâu? Má nó bắn lẹ gì? Mình chưa bắn kịp nó luôn. Đâu? Ê, nè, không xuống không. Canh cái cửa đó không? Nó đang bị cánh cửa kia. Hey, boost. Nằm im miệng trai. Hết hồn. Ủa mới đập đạn không? Nghe đập, nó đập chưa ta? Hay quá Nghĩa. Má, ngọt quá cơ lờ, trận này căng vãi. Có hàng bên đây phải em á. Mon tẹt. Mon ngay chỗ này tôi ok mà. Ủa nó bắn. Ê. Nó vô rồi, nó vô rồi. Được rồi, nó chết rồi, Còn bên đây nữa nè. Ê nghe, nó rớt bom vào chỗ em nè. Rồi cứ canh đi. Ngay đây có nè em, hay hả? Hay cầu thang đúng không? Ngay cái hatch. Unspot á. Ồ, đánh lộn kìa. Gì đó? Đại lộn lên quyền. Ủa đủ cái sao tiếng nhộn ồn vậy ba? Sao tiếng nhộn ồn vậy? Hàng xóm cãi lộn ba. Không phải ba tiếng súng trong game này không nổi. Đứa thì... Ê, hát, bèo. Deploying heartbeat sensor. Đâu, đếm tay nhanh. Nó đứng ở đây đó. Kiểu đánh hù hay sao ba? Kiểu cái quần hề chữ hoài vậy má, ồn với cái đồ. Đứng luôn rồi, chắc đang coi ca. Đù má nó. Ôi, đập bẫy rồi. Ủa mình có bẫy không? Sao mai gần em. À, má thanh đi đập bẫy của ông Ross. Ôi, chỗ thông nha thông. Rồi thấy bà. Ôi, vãi cái hàng xóm cửa lộ. Ôi, đang lộn đi kia vậy ta, biết nhả nhà nào luôn. Em lúc đầu cũng đụng á, đụng hẻm nè. Người lớn còn giữ thề nữa. Ở đây nè, có cái hát xe đây nè.
sensor deployed. Nắm hết sơn mai gần cửa bên em á. Rồi thấy không anh? Peekaboo. Four remaining. Này thì Ash nè. Ash đồ đỡ không kịp. Peekaboo. Ồ nó lại ngồi đó đúng không? Khó rồi nè. Con chưa cao nào bạn. Tội thơm ai bả lần. Má, cãi lộn quá. Cãi lộn quá trời quá đất vậy ta. Thì mẹ sao đứng em ra vậy ông nội? Với lại cô cao. Đi. Cô chắc chèo. Ơi, lỡ lấy chiếc ông sao cái ông mập lên sao ông nội? Tôi mập từ hồi nhỏ mà. Thì hồi nhỏ đẻ ra ông chết mẹ rồi. Bơ lơ. Em bán một súng đột luôn nha nghĩa. Anh bán ba phát được chung. Em bán súng đột luôn nha nghĩa. Dài cả rồi không mà. Ê coi chừng swan kêu chỗ này nè. Ra đi. Ngay. Này thì swan kêu. À, bomba clear nè, bomba clear nè bé ơi. Rồi clear luôn rồi. Phải gọi là đúng nghĩa clear luôn á. Ủa ai giữ bom vậy? À nghĩa đúng không? Nghĩa bomba này nghĩa. Ủa má anh chỉ rồi đó, bắn ngay đầu luôn. Ủa sao vẫn không dính má. Ơi ơi còn hàng nữa nè. Ồ, anh không ngờ là còn hàng nữa. Đín, đín. Ơi còn hàng ngay phòng này nè. Bêu bêu xử đúng không bêu? Đúng á, em bắt lòng lúc lúc chạy vô lại. Mắc cười phải không? Ồ. Thôi đang đẹp bom đi. Đủ quá, tự nhiên. Đủ quá. Thì nãy thấy lúc bò bò ba xong thì em bắn vô đó thì nó chạy ngược lại mắc cười phải không? Ơ cái skin mới kìa ba. Đồ skin mới đẹp cho ta. Ừ skin gì realistic mới nhìn cũng ngầu. Thế hiểu có cam cam battery cái này để ăn. Ê anh nghĩ có lầu 3 nha. Chiến thuật này nó hơi quen thuộc một tí. À, lầu 3 hả? Lầu 3 trống anh ơi. Em chắc hết được, em chắc hết được. À, hết rồi, em mới đi cho anh tròn. À, camera, thấy camera trên này. Nó đang bắn tròn của em. Đem spot. Đó. Rồi. Mình biết ngày thế nào cũng bắt đầu ra mà. Biết ngay. Hay quá cậu. Tại kiểu gì? Khoan. Nó để trống vậy anh cũng nghi nghi rồi. Rồi camera chết rồi, đúng rồi. Anh mới giết rồi, Mà anh đi chết luôn. Đồ thế chứ mấy. Ôi. Coi giờ bên phải nha không? Phải trống thôi. Em đặt nha, em đặt nha. Ờ canh bên khúc bằng sau luôn nha. Ôi. Nice. Má mày to vậy. Một bé capital đã gục. Rồi hình như nghe tiếng rớt thì có lẽ là đứa nào vừa mới té thì phải. Đúng rồi, như đứa nào mới té mà. Hai cái đầu. Mấy này nó khoái bích ghê. Ồ, quên thả giáp mẹ. Được lắm, hay lắm Bèo, hay lắm. Hay lắm. Đủ giờ giờ ông thả giáp thì như hơi muộn rồi. Thật, ơi. Giờ tụi nó đi hết trơn rồi, thả chi nữa ba. Không, mình mẹ nó chứ mấy bạn. Mà cái vỏ phòng nào vậy? Hai cái gì? Đi đi. Vỏ. Thiết nghĩ thì...
protected if you remain in the area. Spotted by hostiles, fall back. Look at that. Sensor deployed. Không ai luôn. Giờ chỉ có con Pus mới biết vị trí thằng kia nằm đâu thôi. Đi theo con Pus cho chắc. Má rí mà anh cầm này. Nghe thấy đu dây. Đu dây hả? Đu dây thì lên lầu lại. Đủ, sao nghĩa? Nghĩa danh. Má em nhảy ra rồi mà em thấy nó rồi. Lẹ mơ cả lần. Ủa, ông xỉn bây giờ. Ủa má, team mình nãy giờ chưa chết mạng nào luôn á ba. Nhìn đi ba, team mình nãy giờ chưa chết mạng nào luôn. Đủ nói đi. Đi. Flawless. Rồi họ chết liền giờ. Muốn chết không nghĩa? À, anh không muốn chết mạng đầu tiên đâu. Anh cũng không muốn feed mạng đâu. Anh đang sống. Má em đang đi đâu rồi vậy? Không biết em đang đi đâu luôn không nội. Đừng quá thề. À, cái chiến thuật cái map này anh cũng chưa có rằng nữa. Đánh khó. Đù. Má công nhận anh nói hơi có quá thiệt. Rồi em bảo rồi. Vừa nói cái thằng chết liền luôn quá. Thấy miệng chú hơi xui rồi đấy. Nó chết mạng đầu tiên luôn. Nghe đây nè, nghe dưới cầu thang. Ờ không, cái này không được. Nghe đây một thằng nữa. Nice. Nó bù xử hết, đẹp. Có đủ. Thôi mang ngay dưới chân em luôn á mèo. Trời ơi, Nghĩa ơi, Nghĩa em đi gần tới mà Nghĩa. Ủa? Trời ơi, trời. Nó tội thông ra luôn. Má, anh thấy em nè. Anh thấy em không? Em đứng trái bên luôn rồi. Thấy rồi, thấy rồi. Có anh đâu có thấy đâu mà. Mắc cười đâu cũng không có mà. Mà thằng béo cũng buồn cười mà đâm dao hay sao mà đâm hụt. Vô kia nổ là nổ liền. Nói Nghĩa gắt gì Nghĩa. Đổi dưới thuộc chứ ba. Vô chưa bè, vô chưa. Vô rồi. Có quả nét. Vô. Hoàn tình vô luôn á. Căng gì. Ôi. Má. Vậy ta, tự nhiên em đi ngang mà không thấy này ta. Ác nhiều thằng ấy. Vô má, vô phòng, ập vô phòng hết rồi đó. Ồ, căng. Ủa nãy cái bơ của tôi nó có nổ không mày không? Ủa sao kỳ vậy, sao không nổ? Con tình chết chưa? Chưa. Điệt con mẹ thằng kia. Nó vô rồi mà. Nó giết bồ luôn. Như khu A anh nghĩ là khu A. Lên luôn Nghĩa ơi, lên luôn Nghĩa ơi. À. Hay quá. Hù cay. Con mẹ. Mém chết. Hù. Chi. Cảm ơn.